Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 25 nữ doanh nhân quyền lực tại châu Á năm 2020. Chủ tịch công ty cổ phần Vĩnh Hoàng hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là một trong hai nữ doanh nhân của Việt Nam được Forbes biên danh năm nay. Theo tạp chí này, bà Khanh năm nay 59 tuổi, 23 năm qua bà đã xây dựng Vĩnh Hoàng thành công ty thủy sản lớn nhất Việt Nam theo giá trị vốn quá thị trường. Năm 2019, công ty cũng đạt kết quả kinh doanh tốt nhất trong ngành thủy sản, với lợi nhuận rồng 50 triệu đô la Mỹ và doanh thu 340 triệu đô la Mỹ. Bà Khanh đã có 10 năm làm việc tại các công ty nhà nước trước khi thành lập Vĩnh Hoàng năm 1997. Hiện tại, công ty có hơn 6.000 nhân viên và 6 nhà máy chế biến.